Cô hẹn xin chào tất cả các con yêu đang theo dõi chương trình Kể Chuyện Cho Bé diễn ra ở trên kênh YouTube Nguyễn Thị Hẹ. Vào lúc 21 giờ, các con thân mến, ngày hôm nay thì cô Hẹ cũng đang cầm ở trên tay một cái cuốn sách mang thông điệp là Làm một người bao dung. Và hôm nay thì cô Hẹ sẽ chia sẻ cho các con nghe một vài những câu chuyện để cho các con được kích hoạt cái trái tim yêu thương bao dung từ bi hỷ xả ở bên trong của các con nhé. Và những câu chuyện này cô Hẹ tin chắc rằng sẽ giúp cho các con rất là nhiều trong cuộc sống đấy. Câu chuyện đầu tiên cô hẹn muốn kể cho các con mang tên Sở Trang Vương đặc xá cho tội thần. Câu chuyện như sau. Sở Trang Vương mở một buổi tiệc dạ chiêu đãi các quần thần. Buổi chiều thì khi tiệc đang diễn ra thì bất ngờ có một cơn gió kéo đến, ngọn nến bị gió thổi tắt và cả cung điện trở nên tối om. Lúc này có một vị quan uống say đã lén kéo y phục của vị phi tần của Sở Trang Vương. Trong lúc cấp bách ấy, vị phi tần đã kịp giật đứt dây mũ của vị quan kia. Trước khi nến được thắp sáng trở lại, phi tần kia đã đem chuyện vừa xảy ra để kể cho Sở Trang Vương nghe. Sở Trang Vương trầm tư suy nghĩ một chút rồi cất giọng nói lớn. Hôm nay ta mở buổi tiệc này là để chiêu đãi các khanh. Các khanh đừng có câu nệ, hãy uống hết mình. Hãy cùng giật dây mũ ta mà uống. Sở Trang Vương vì không muốn vạch trần vị quan kia nên đã mệnh lệnh cho tất cả quần thần vứt hết dây mũ xuống đất. Sau khi nến được thắp sáng, tất nhiên là không biết được ai đã là kẻ kéo y phục của vị phi tần kia. Tất cả các vị quan lại tiếp tục say sưa và uống rượu. Vài năm sau, nước Sở và nước Tấn đánh nhau. Có một vị võ tướng luôn liều lĩnh xông lên trên tuyến đầu và bất khả chiến bại. Võ tướng ấy còn liều mình cứu mạng Sở Trang Vương nữa. Sở Trang Vương thấy rất là khó hiểu và đã tự đặt một câu hỏi. Thường ngày mình đâu có đối tốt với vị tướng ấy đâu. Tại sao anh ta lại tận tâm cống hiến hết sức lực cho mình như thế? Sao khi cánh gặng hỏi thì mới biết được rằng vị tướng quân đã dũng cảm ấy chính là người đã kéo y phục phi tần năm xưa. Vì cảm kích ân đức của Sở Trang Vương nên nguyện cống hiến hết mình, có chết cũng không khước từ. Và đã dũng cảm liều lĩnh cứu nước, để lúc đấy nước Sở đã khỏi phải rơi vào cảnh nguy nan. Nên từ đó trở đi, Sở Trang Vương đã phong cho ông làm đại tướng quân để bảo vệ đất nước. Các con ạ, thông qua câu chuyện này thì chúng ta thấy đấy, cái sức mạnh của sự khoan dung to lường đến mức nào. Và nếu như hôm đó Sở Trang Vương cũng không có lòng bao dung và khoan dung thì chắc chắn là vị tướng quân kia chắc chắn đã có thể là sẽ bị chém đầu, đúng không nào? Nhưng mà với một cái lòng từ bi khoan dung và rất là hiểu chuyện thì ông ấy đã sử dụng một cái phương thức rất là hay. Đó là lúc đấy ông đã cho tất cả mọi người cùng chơi một trò chơi, đó là giật mũ của vị tướng. Và lúc ấy thì khi đó ai cũng bị giật mũ mà, nên là tất cả mọi người đều không biết được rằng là ai đã là người đã giật cái y phục của cái con người mà ngày hôm đó đã được đồng hành ở trong cái bữa tiệc đấy. Và khi mà đã được cứu mạng như vậy thì vị tướng này rất là ăn năn hối cải, và sau này thì khi mà gặp một cái sự cơ sự rất là lớn xảy ra đối với nước Sở thì lúc này vị tướng này đã dũng cảm liều mình để cứu nước Sở khỏi được cái tình cảnh nguy nan. Và lúc này thì Sở Trang Vương đã rất là hoài nghi và không hiểu là từ đó tới giờ mình chưa bao giờ mình đối tốt với vị tướng đó, thế tại sao hôm nay ông lại liều lĩnh ông xông pha để cứu khỏi đất nước Sở như vậy. Thế thì lúc này bắt đầu mới phát hiện ra được rằng là người đã kéo y phục phi tần năm xưa chính là ông ấy, và ông ấy rất là cảm kích trước cái ân tình của Sở Trang Vương nên đã nguyện cống hiến hết mình. Các con thân mến, thông qua cái câu chuyện này thì cô hẹn muốn truyền tải cho các con một thông điệp, đó là trong cuộc sống này chắc chắn cũng sẽ có rất là nhiều những lỗi lầm xảy ra, nhưng nếu như mà chúng ta có một cái lòng bao dung và khoan dung rộng lượng với tất cả mọi người thì ắt rằng là những cái điều đó mọi người cũng sẽ ghi tạc lại ở trong lòng, và đến một ngày thì đủ duyên thì người ta sẽ hỗ trợ để trả lại cái ơn phước đức đấy. Nên là các con cũng vậy, trong cuộc sống của con cũng hãy rộng lượng tha thứ và khoan dung với những người khác nhé. Và cô hãy cũng biết rằng các con ở nhà, ngay kể cả ở nhà của các con thôi, đôi khi có rất là nhiều em bé cũng đã từng bị ba mẹ đánh mắng này, bị ba mẹ la rất là nhiều này.
Rồi khi mà các con lên lớp thì bị các bạn trêu chọc này, rồi làm các con rất là buồn phiền phải không nè? Cô Hẹ cũng tin rằng các con cũng đủ sự khoan dung bao gọi là vị tha cho tất cả các bạn ấy, cũng như là bao dung cho cả cha mẹ của mình, bởi vì đâu thì cũng là do những cái vất vả nhọc nhằn mà ba mẹ mong muốn cho các con trở nên thành những con người tốt hơn, nên ba mẹ sẽ yêu cầu hoặc là bắt các con học bài, hoặc cũng có những cái điều mà làm cho các con hơi bị buồn ở trong cuộc sống, đúng không? Cô Hẹ cũng tin rằng với những cái sự cống hiến, những sự yêu thương hy sinh của cha mẹ dành cho các con, thì các con hoàn toàn có thể bao dung và tha thứ cho cha mẹ của mình. Và chắc chắn các bạn ở trên lớp cũng thế, các con cũng hãy bao dung và tha thứ cho các bạn nhé. Lòng khoan dung độ lượng sẽ có thể giúp cho cái mối quan hệ của các con càng ngày càng trở nên bền chặt hơn đấy. Và câu chuyện thứ hai mà cô Hẹn muốn kể cho các con nghe đó là câu chuyện một con người không tính toán của Jim Chadwick. Câu chuyện như sau. Trong buổi lễ đính hôn của một chàng trai trẻ tuổi nọ, bạn gái của anh chàng lại nắm tay một chàng trai khác, nói với anh ta rằng: "Xin lỗi anh, em nghĩ chúng ta lấy nhau sẽ không hạnh phúc." Một giây trước vẫn còn đang đắm say trong hạnh phúc, thì chỉ một giây sau thôi, chàng trai đã rơi vào một trạng thái cứng đơ như tượng. Trước ánh mắt kinh ngạc của người thân và bạn bè, anh chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống dưới đất. Tất cả mọi người trong thị trấn đều biết chuyện này. Chàng trai quyết định rời bỏ thị trấn này, nơi anh đã phải sống trong sự tủi nhục và khổ sở. Chàng trai thề rằng sau này nhất định sẽ trở về trong huy hoàng, tìm lại sự tôn nghiêm đã mất kia. Quả thật như vậy, 30 năm sau, chàng trai đã trở thành một nhà văn học, một nhà triết gia hết sức vĩ đại. Những tác phẩm của ông, những lời bộc bạch, Eo Mai, Khế ước xã hội đã gây được tiếng vang lớn ở châu Âu. Chàng trai ấy tên là Jean Rousseau, người đã làm rạng danh châu Âu. Ngày thứ hai sau khi trở về quê nhà, có một người bạn cũ đã hỏi ông rằng: "Cậu còn nhớ ai tên là Ariel không?" Anh mỉm cười và nói: "Nhớ chứ, suýt chút nữa thì cô ấy đã trở thành vợ của tớ. Năm đó cô ấy đã làm cậu mất mặt mà, nhưng bản thân cô ấy cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Bao nhiêu năm nay cô ấy đều sống trong nghèo đói bần hàn, đều phải dựa vào những người thân để sống cho qua ngày. Thượng đế đã trừng phạt sự phản bội mà cô ấy đã dành cho cậu đấy," người bạn nói với anh ta. Anh bạn kia vốn nghĩ rằng biết được người phản bội mình năm xưa có một kết cục bi thảm như vậy thì chắc có lẽ anh ấy sẽ vui lắm. Nhưng không, tôi sọt lại không nghĩ như thế. Anh ấy nói với bạn của anh rằng: "Tớ rất buồn, Thượng đế không nên trừng phạt cô ấy. Tớ có một ít tiền, nhờ cậu hãy đưa cho cô ấy và đừng nói là tớ đưa nhé, để tránh cô ấy nghĩ rằng tớ làm nhục cô ấy mà từ chối không nhận." Cậu cậu thật sự không hề oán nhận Ariel sao? Năm xưa cô ấy đã làm cậu xấu hổ biết đến giường nào?" Anh bạn kia nghi ngờ hỏi. "Nhưng như thế, nếu cô oán hận thì cũng đã là chuyện của 30 năm trước rồi. Bao nhiêu năm qua nếu như tớ luôn oán hận cô ấy thì chẳng phải là tớ đã tự khiến mình phải sống 30 năm trong oán hận hay sao? Như vậy thì có lợi gì cho tớ đâu nào. Cũng giống như tớ vác theo một con chuột chết đến gặp cô vậy, chẳng phải cả đường người phải ngửi mùi chuột chết là tớ phải không?" Các con yêu ạ, thông qua cái câu chuyện của anh chàng ngày hôm nay đúng không? Thì rõ ràng là gì? Khi mà chúng ta giận một ai đó, bực bội một ai đó thì hết cả một chặng đường, cậu ấy đã ví là giống như là tớ đã cõng trên lưng một con chuột chết, và trên chặng đường đó thì chính tớ là người đã ngửi cái mùi chuột chết đó. Chính xác là như vậy. Và khi các con giận một ai đó đi chăng nữa thì chính ở bên trong của các con sẽ tự làm khổ mình. Các con chính là người tạo ra cái cảm xúc tiêu cực, và ai là người phải uống liều thuốc độc đó đây? Chính các con là người uống liều thuốc độc đấy đấy. Vậy nên khi các con biết bao dung và tha thứ thì các con sẽ không bao giờ phải gánh những cái liều thuốc đó, không bao giờ bị đeo bám ở trên người những sự khó chịu đấy, đúng không nào? Cô Hẹ ví tỉ như cô Hẹ đang cầm ở trên tay là một cái bình nước đen thui như thế này. Đây là một bình thuốc độc chẳng hạn. Thế thì khi mà các con giận một ai đó đó thì hết ngày này qua tháng khác, hết năm nọ, rồi từng giờ từng phút ở bên trong của các con rất là khó chịu, rất là bực bội, thì giống như là các con đang uống ở trong người một liều thuốc độc vậy đó, một chai thuốc độc. Chính các con làm khổ mình, trong khi những người kia thì họ vẫn chơi, họ vẫn vui. Vậy tại sao các con phải khổ là như thế?
hãy tha thứ bao dung cho những người xung quanh, thì có như vậy thì các con mới trở nên bình an hơn và các con sẽ trở nên tươi trẻ hơn. Các con có biết rằng khi một con người bị nóng giận và tức tối thì người ta có thể khi người ta hút máu của một cái người mà rất là nóng giận, có một cái cơn sân si bực bội lên đỉnh điểm cao, thì khi người ta chích vào một con chuột đó thì sẽ làm chết một con chuột đấy các con ạ. Điều đó có nghĩa là khi mà chúng ta nóng giận thì trong cơ thể của chúng ta tiết ra rất nhiều những chất độc sẽ làm cho cơ thể của chúng ta bị lão hóa, bị xấu xí, bị tiêu hao đi, hao mòn đi và làm cho cơ thể của chúng ta càng ngày càng xuống cấp và tệ đi đấy các con ạ. Cô Hẹ muốn nói điều này để cô Hẹ cũng muốn nhắc nhở với các con rằng là hãy luôn mở rộng trái tim của mình, bao dung tha thứ như anh chàng nọ năm kia. Khi mà đã bị cô gái đó nói rằng là em không còn yêu anh nữa, thì lúc đấy 30 năm anh chàng quyết tâm rời xa cái nơi quê hương mà anh đã sống đó, nhưng rồi anh vẫn bao dung tha thứ cho cô gái này. Và sau khi mà về đến nhà biết rằng cô gái này rất là nghèo đói và khổ sở, thì anh đã còn sẵn lòng lấy một ít tiền và đưa cho người bạn, nói với người bạn rằng hãy cầm ít tiền đó đưa cho cô gái đấy và đừng nói rằng tiền này là tiền của anh. Các con thấy đấy, một con người có một cái trái tim rất là rộng lượng và bao dung phải không nè, rất đáng cho chúng ta học tập. Đó là câu chuyện thứ hai mà hôm nay cô Hẹ chia sẻ cho các con nhé. Bây giờ cô Hẹ sẽ tiếp tục để chia sẻ cho các con một câu chuyện thứ ba, câu chuyện mang tên Gia Cát Lượng 7 lần bắt Mạnh Hoạch. Câu chuyện như sau. Sau khi Lưu Bị qua đời, phía Nam nước Thục khi đó chính là nơi tiếp giáp với quân Nam Quý Châu. Đại tù trưởng Mạnh Hoạch, người dân tộc thiểu số, phát động phản loạn. Gia Cát Lượng quyết định đích thân dẫn quân đi dẹp loạn. Có người đề nghị phái một đại tướng đi là đủ để tiêu diệt Mạnh Hoạch. Thừa tướng không cần phải đích thân đi tới nơi đứt cằm sỏi đá làm gì. Nhưng Gia Cát Lượng suy nghĩ rất là sâu xa. Ông muốn thấy uy và chịu ơn để thu phục lòng người. Mạnh Hoạch cũng dũng mãnh hừng hực, hào hiệp trượng nghĩa và rất là uy danh với tộc người dân tộc thiểu số. Gia Cát Lượng ra lệnh chỉ được bắt sống Mạnh Hoạch mà thôi. Trong trận đầu giao tranh, Mạnh Hoạch bị quân Thục bắt sống, Gia Cát Lượng không giết mà còn bày tiệc khoản đãi. Sau đó Gia Cát Lượng bày binh bố trận rồi dẫn Mạnh Hoạch tham quan và hỏi rằng: "Ông thấy quân đội ta thế nào?" Mạnh Hoạch đáp: "Trước đây tôi chưa biết thực hư về quân đội của ngài nên mới bại trận. Nay ngài cho tôi thấy được trận thế, biết rõ sự tình, bất quá cũng chỉ có vậy thôi, thì chiến thắng cũng là chuyện rất dễ dàng. Nếu ngài dám thả tôi về đánh lại thì chắc chắn tôi sẽ thắng." Gia Cát Lượng nghe xong mỉm cười và tha cho Mạnh Hoạch về nhà. Mạnh Hoạch tập hợp lại lực lượng giao tranh lần nữa nhưng vẫn thua và bị quân Thục bắt. Lần này Mạnh Hoạch vẫn chưa chịu, Gia Cát Lượng lại thả ông ta ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại tới 7 lần. Đến lần thứ 7 thì Gia Cát Lượng định thả Mạnh Hoạch, thì Mạnh Hoạch nghĩ, nghĩ tới, nghĩ lui, nghĩ đi, nghĩ lại và biết rằng Gia Cát Lượng để mặt cho mình nhiều lần lắm rồi và nói: "Thiên uy của thừa tướng như vậy thì chúng tôi không bao giờ làm phản nữa." Nên cũng nói Gia Cát Lượng 7 lần bắt 7 lần thả, đã thả Mạnh Hoạch và khiến Mạnh Hoạch tâm phục khẩu phục và thật tâm đã quy thuận, lại còn hứa rằng chúng tôi sẽ không bao giờ tạo phản nữa. Câu chuyện này được trích ở trong cuốn sách Tam Quốc Diễn Nghĩa. Các con thân mến, khoan dung là một sự tiếp nhận không tính toán với lòng bao dung với tất cả. Người bao dung với thế giới thì mới có thể được thế giới tiếp nhận. Và thông qua câu chuyện của Gia Cát Lượng, nếu mà sau này các con lớn lên á, hoặc là bây giờ các con cũng có thể xem cái phim Gia Cát Lượng, các con sẽ thấy là Gia Cát Lượng là một vị tiên sinh vô cùng tài giỏi, rất là thông tuệ và rất là mưu trí. Và trong cái câu chuyện mà trong cái cuộn phim đó thì có một cái câu rất hay, đó là đã sinh du sao còn sinh lượng. Khi mà Chu Du cũng là một cái tướng rất là tài và Gia Cát Lượng cũng là một tướng vô cùng tài, nhưng mà Chu Du thì đã luôn luôn thua cuộc trước những cái sự trí tuệ và sự tiên tri trước của Gia Cát Lượng. Và lúc này thì khi mà
Cô Hẹ vẫn nhớ ở trong một cái buổi khi mà Gia Cát Lượng đã phóng hỏa ở trên chiếc tàu, thì Gia Cát Lượng đã đứng lên và gào thét rằng đã sinh Du sao còn sinh Lượng, tức là đã sinh Chu Du sao lại còn sinh Gia Cát Lượng làm chi, bởi vì Chu Du cũng là một người vô cùng tài giỏi. Các con hoàn toàn có thể xem cái phim này để các con thấy được rằng là những sự mưu trí trong Tam Quốc diễn nghĩa như thế nào nhé. Và thông qua câu chuyện này thì các con cũng thấy đấy, rõ ràng là Mạnh Hoạch là một cái người mà hay đi tạo phản, nhưng mà cuối cùng thì với một cái lòng từ bi và độ lượng thì Gia Cát Lượng cũng đã 7 lần để có thể thả cho cậu ta và làm cho cậu ta đã được chinh phục một cách hoàn toàn trước những cái sự lỗi lạc của Gia Cát Lượng. Và cuối cùng thì ông ấy đã nói một câu rằng là ta hứa rằng chúng ta sẽ không bao giờ tạo phản nữa. Chính những cái sự bao dung và rộng lượng của Gia Cát Lượng như vậy thì cũng đã chinh phục được cho những cái con người mà tạo phản. Đó là thông điệp về sự bao dung và rộng lượng các con ha. Và bây giờ thì cô Hẹ sẽ chia sẻ cho các con một câu chuyện nữa, câu chuyện mang tên là Tưởng Uyển đối đãi nhân hậu. Câu chuyện như sau. Tưởng Uyển là người nước Thục trong thời kỳ Tam Quốc, rất được Gia Cát Lượng trọng dụng. Sau khi Gia Cát Lượng chết, ông đã phụ mệnh vừa làm thượng thư lệnh vừa làm đại tướng quân. Mặc dù làm quan to trong triều nhưng ông không hề tỏ ra kênh kiệu, đắc ý. Ngược lại, ông vẫn giữ thái độ bình thường như trước kia. Không lâu sau, ông lại được thăng chức làm tể tướng kiêm đại tư mã. Trong triều có một vị đại thần tên Dương Hí, là một người rất bộc trực. Khi Tưởng Uyển cùng ông bàn luận chuyện trong triều, ông thường xuyên không đáp lời Tưởng Uyển. Có kẻ thì muốn chia rẽ mối quan hệ của hai người, liền nói với Tưởng Uyển rằng, lúc này nói chuyện với ông ta toàn không đáp lại. Quả là quá kinh người rồi. Tưởng Uyển rất bình tĩnh, quan điểm của mỗi người là khác nhau, cũng giống như tướng mạo vậy, không ai giống một ai. Những kẻ trước mặt thì nghe lời nhưng sau lưng thì lại rất là trở mặt, mới là những kẻ rất đáng ghét. Nếu như Dương Khí đã tán thành với quan điểm của tôi thì trái lại, nó lại trái với suy nghĩ trong lòng ông ấy. Nhưng nếu ông ấy phản đối tôi thì lại là nói to cho mọi người biết khuyết điểm của tôi. Vì vậy nên ông ấy đã đành phải lặng thinh, không nói năng gì. Đây chính là biểu hiện thận trọng và bộc trực của Dương Hí. Lại có một vị triều thần tên Dương Mẫu chê sau lưng Tưởng Uyển làm việc hồ đồ không bằng người trước. Có người đem những lời này nói lại cho Tưởng Uyển, ông cũng không để bụng. Người quản việc khẩn cầu Tưởng Uyển hãy đi hỏi tội Dương Mẫu. Tưởng Uyển đáp rằng ta quả là hồ đồ và có gì đáng để hỏi tội người ta. Người quản việc lại hỏi Tưởng Uyển hồ đồ ở chỗ nào. Ông đã nói nếu đã không bằng người trước chắc chắn là năng lực không ổn. Năng lực không ổn thì chính là hồ đồ rồi, có gì mà để phải hỏi tội nữa. Các con thân mến, thông qua câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng mặc dù Tưởng Uyển thì rất là quyền cao vọng trọng nhưng lại hết sức bình dị, dễ gần, không hề cậy thế bắt nạt người, đúng không? Và đối với những lời phê bình chỉ trích thì ông đều có thể khiêm tốn để tiếp nhận và không hề đem lòng tính toán gì hết. Cho dù có kẻ đã cố ý mà khiêu khích, gây chia rẽ, nhưng ông vẫn vững vàng với ý kiến của chính mình và không bao giờ nghĩ nghe ý kiến từ một phía. Đồng thời, ông còn rất khoan dung với cấp dưới của mình, biết thông cảm và độ lượng với cấp dưới. Điều này đã toát lên phẩm chất rất cao thượng của con người ông. Và một câu chuyện nữa cô Hẹ muốn đọc cho các con, đó là câu chuyện về lòng khoan dung. Câu chuyện như sau. Một ngày nọ, Lý Gia Thành vô cùng vui mừng vì ông đã nhận được một đơn đặt hàng lớn của thương nhân người nước ngoài. Thế nhưng, vào lúc ông hoàn thành đơn hàng và chuẩn bị giao hàng, thì thương nhân người nước ngoài đột nhiên nói với công ty rằng công ty của ông ta khó khăn về tài chính, không lấy lô hàng này nữa nên phải hủy đơn hàng. Theo hợp đồng, thì bên vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường số tiền rất lớn. Tuy nhiên, khi người thương nhân nước ngoài nọ dò hỏi Lý Gia Thành cần bao nhiêu tiền bồi thường, thì ông đáp lại, trong chuyện làm ăn, thay đổi là điều dễ thấy. Nếu khi là tôi, khi xảy ra chuyện này, tôi cũng đương nhiên phải vi phạm hợp đồng thôi. Tuy anh không lấy hàng nữa, nhưng lô hàng này của tôi cũng chưa chịu tổn thất gì, vì vậy không cần bồi thường đâu.
Ở Trung Quốc có một câu rằng làm ăn không thành thì tình nghĩa cũng vẫn còn. Nghe Lý Gia Thành nói xong, người thương nhân nọ liền bày tỏ lời xin lỗi và lòng biết ơn sâu sắc, sau đó trở về nước. Sau một thời gian dài, Lý Gia Thành cũng dần dần quên đi chuyện này. 2 năm sau, đột nhiên có một người thương nhân cũng đến từ quốc gia đó tìm đến Lý Gia Thành và muốn mua hoa nhựa từ ông. Lần này ông đã kiếm một khoản lớn. Sau khi xong việc, Lý Gia Thành hỏi: Hồng Kông có rất là nhiều người buôn bán hoa nhựa như vậy, tại sao anh lại mua sản phẩm của tôi chứ? Không ngờ đối phương đáp lại: Tôi có một người bạn cùng làm ăn, anh ấy thường xuyên nhắc đến anh, nói anh rất tốt, đối xử với mọi người rất nhân hậu, không so đo tính toán, bảo tôi có thể hợp tác với anh. Vì vậy, tôi đã tìm đến đây. Các con thân mến, nếu như các con hiểu về Lý Gia Thành thì các con sẽ thấy Lý Gia Thành là một tỷ phú ở bên Trung Quốc đấy, Hồng Kông các con ạ. Và ông ấy đã cực kỳ thành công trong rất là nhiều các lĩnh vực. Và ông ấy là một trong những người rất là tài giỏi. Ông ấy rất là giỏi về mảng kinh doanh. Ông ấy kinh doanh hoa nhựa này, về bất động sản này và rất là nhiều các lĩnh vực. Và hiện nay thì Lý Gia Thành đã có rất là nhiều những cái thành tựu vô cùng lớn. Và chúng ta cần phải học hỏi từ ông. Và trong ông thì trước đây thì cô Hẹ cũng đã từng kể cho các con nghe về câu chuyện của chiếc ô của Lý Gia Thành đúng không? Khi mà ông ấy đã đến một cái, khi mà trời mưa thì đến đã gặp một cái bạn học sinh ở cái ngôi trường đấy. Thì lúc đó cái bạn học sinh ấy đã đưa cho ông ấy mượn chiếc dù. Nhưng mà tới buổi chiều thì ông ấy bận, ông không quay trở lại, ông trả dù được. Và hết năm này qua tháng khác, ông ấy cứ suốt ngày ông đi tìm chiếc dù đó để mà trả lại cho cái cậu học sinh mà năm xưa đã cho ông ấy mượn. Và ông ấy nói rằng là đến khi nào mà tìm được, ông ấy luôn luôn cho người để đi tìm những cái người mà đã đưa cho ông mượn chiếc dù ấy. Và đến một ngày thì có một cái người mà làm ở cái phòng hành chính nhân sự, chính là cái người mà đã cho ông mượn chiếc dù và đã nộp đơn xin làm việc ở tại công ty của ông. Nhưng mà đến khi á, thì ông ấy rất là bực mình vì tại sao cái ông này ông giao cho một nhiệm vụ là đi tìm lại cho ông ấy cái người mà đã cho ông ấy mượn cái cây dù ấy năm xưa, nhưng ông này cứ tìm hoài không được, thì chính cái người đó lại là người cho ông ấy mượn dù đó. Nhưng mà ông ấy cứ im lặng không nói năng gì cả. Và sau đó thì ông Lý Gia Thành đã sẵn sàng để chia sẻ cho cái người cầm dù đấy 10% tổng thể cổ phần của doanh nghiệp, và ông rất là biết ơn, ông đã chia sẻ cái phần trăm cổ phần đấy cho cái người mà cậu sinh viên năm xưa. Và nhưng mà tuy nhiên thì cái chàng trai đấy cũng khước từ và từ chối. Nhưng mà ông ấy cũng có rất là nhiều những câu chuyện kể, và nếu mà các con có thể tìm hiểu thì các con sẽ biết Lý Gia Thành là một doanh nhân cực kỳ thành đạt. Và thông qua cái câu chuyện này thì chúng ta cũng thấy đấy, rõ ràng trong kinh doanh cũng sẽ có những lúc đơn hàng đã lên nhưng mà đối phương thì không thể lấy. Thế thì nếu như mà các con cảm giác thấy là sau này các con lớn lên cũng vậy, nếu như cái sự tổn thất đấy nó không ảnh hưởng gì các con thì các con hãy lòng sẵn lòng tha gọi là tha thứ bao dung cho họ nhé, chứ không phải nếu mà các con lôi hợp đồng ra để các con làm việc thì chắc chắn rằng là ông Lý Gia Thành là người chiến thắng và ông Lý Gia Thành hoàn toàn được quyền lấy đòi bồi thường từ công ty kia. Nhưng ông ấy đã không làm vậy vì ông ấy thấy rằng cái lô hàng này không có gì thất thoát cả, và ông ấy đã bao dung tha thứ. Và chính cái tấm lòng bao dung rộng lượng tha thứ như vậy thì cái người bạn của ông ấy đã giới thiệu cho một người bạn khác để đến nhập hoa nhựa của ông ấy, và chính cái điều đó thì ông đã có một cái đơn hàng rất là lớn. Cái điều này nó thể hiện rằng là gieo nhân thì sẽ có quả, và khi mà đã gieo nhân tốt, có một sự bao dung tốt, rộng lượng tốt thì không trước thì muộn, không sớm thì muộn, các con cũng sẽ nhận được những cái thành quả từ sau những cái thông tin, những cái thông điệp mà các con đã hết sức rộng lượng cho mọi người. Và hôm nay thì cô Hẹ muốn thông tin lại cho các con rằng là các con hãy học cái cách mà giống như ông Lý Gia Thành như hôm nay đã hành xử nhé. Và cô Hẹ cũng tin chắc rằng tất cả các em bé đang nghe chương trình kể chuyện cho bé của cô Hẹ thì các con đều có những cái trái tim rất là bao dung và rất là rộng lượng đúng không nè. Và hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu đến lại tiếp tục với một cái quy trình thể hiện lòng biết ơn trước khi chúng ta đã có một cái ngày hoàn tất, một cái ngày vô cùng tuyệt vời. Cũng có thể ngày hôm nay các con có những cái điều chưa được vui thì các con cũng hãy thể hiện lòng biết ơn đến những điều đó để các con nhận ra được những cái bài học cho chính mình nhé. Nào bây giờ hãy cùng với cô Hẹ đặt tay lên trái tim của mình và các con cùng với cô Hẹ thể hiện lòng biết ơn được không nè. Hãy từ từ nhắm mắt lại và các con hãy cùng lặp lại theo cô Hẹ nha. Ngày hôm nay con vô cùng biết ơn vì con có một ngày nữa để sống, một ngày nữa để con trải nghiệm bản thân mình.
Con biết ơn cơ thể này, biết ơn bộ não thông minh khỏe mạnh của con, biết ơn đôi mắt sáng trong, biết ơn đôi tai đã giúp cho con có thể nghe lại được mọi âm thanh của cuộc sống. Con biết ơn cái mũi, làn da, mái tóc, cái miệng, toàn bộ cơ quan nội tạng của chính mình. Con biết ơn đôi bàn tay này đã giúp con được cầm bút, cầm nắm mọi sự vật và giúp con có một đôi chân khỏe mạnh để đi lại và đến trường. Con yêu và trân trọng cơ thể này. Con biết ơn ba mẹ của mình đã cho con một hình hài khỏe mạnh đủ đầy. Con gửi lời biết ơn sâu sắc đến ba mẹ của mình, người đã cho con đến với thế giới này để ngày hôm nay con được sống, được ăn uống, được đến trường, được có những người bạn, được yêu thương và quan tâm trong sự bao bọc của cha mẹ. Con trân trọng và biết ơn cuộc sống này, con yêu cơ thể này và trân trọng cơ thể này. Con cũng gửi lời biết ơn đến tất cả những người bạn ngày hôm nay đã làm con vui và kể cả những người bạn đã làm cho con buồn. Con biết ơn để con nhận ra những bài học ở trong cuộc sống. Con cũng gửi lời biết ơn đến ông bà, anh chị em và những người bạn đã luôn yêu thương, đồng hành và hỗ trợ với con. Con gửi lời biết ơn đến các thầy cô hàng ngày đã trao truyền, dạy dỗ và yêu thương con, dạy cho con rất nhiều những bài học quý giá. Con biết ơn biển cả mênh mông, biết ơn những cánh rừng đại ngàn, biết ơn ánh mặt trời, biết ơn ánh mặt trăng, biết ơn không khí, biết ơn toàn bộ muôn người và muôn loài trên đất mẹ. Con cũng gửi lời biết ơn đến chương trình kể chuyện cho bé của mẹ Hệ diễn ra ở trên kênh YouTube Nguyễn Thị Hệ vào lúc 21 giờ. Con cũng gửi lời biết ơn toàn bộ ekip đã hỗ trợ cho chương trình được diễn ra tốt đẹp. Biết ơn Internet, biết ơn tác giả, biết ơn những nhà sản xuất sách để giúp cho con có những câu chuyện hay. Biết ơn và biết ơn. Và các con thân mến, chương trình kể chuyện cho bé của cô Hẹ ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Một lần nữa thì cô Hẹ rất là biết ơn tất cả các con đã đang đồng hành mỗi ngày để nghe những chương trình và những câu chuyện của cô Hẹ nhé. Cô Hẹ tin chắc rằng những câu chuyện này mỗi ngày sẽ bồi đắp cho tâm hồn của các con. Các con thân mến, chúng ta muốn trở thành những con người thành công và giàu có trong tương lai thì các con cần phải có một sự giàu có ở trong tâm hồn. Mỗi ngày các con hãy bồi đắp thêm bằng những câu chuyện để các con mở mang được trí tuệ của chính mình, các con phát triển tâm hồn và đạo đức của bản thân. Đó là những cái cách mà các con đang thực hiện năm điều Bác Hồ dạy đấy: một, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; hai, học tập tốt, lao động tốt; ba, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; bốn, giữ gìn vệ sinh thật tốt; năm, khiêm tốn, thật thà và dũng cảm. Và cô Hẹ tin chắc rằng tất cả các con đều là những em bé rất là chăm ngoan, hiếu thảo để sau này làm rạng danh dòng tộc cũng như rạng danh đất nước tổ quốc của chúng ta nhé. Yêu thương và biết ơn tất cả các con rất nhiều. Chúc các con sẽ có một đêm ngon giấc cùng cha mẹ của mình. Bye bye.